Xin chào toàn thể anh em nhé. Xin chào toàn thể các bác. Em là Tuấn, chuyên cung cấp súng hơi khí nén dành cho tất cả anh em đam mê bộ môn săn bắn trên toàn quốc nhé. Đó, anh em ạ, lại là một chương trình ngắn để giới thiệu và review cho tất cả anh em những cái mẫu súng đang cung cấp ra thị trường của bên shop Huy Tuấn nhé. Đây là một cây Condo thẳng dài anh em nhé. Condo thẳng dài cấu hình tầm trung anh em nhé. Giá con này cũng cực kỳ là sinh viên, cực kỳ là hợp túi tiền dành cho anh em đam mê chơi. Thì cũng xin được báo giá công khai cho anh em luôn, mở đầu video để anh em có thể cân đối cái tài chính của mình khi lựa chọn cho mình một cây củi đó phù hợp với túi tiền anh em nhé. Cơ này bán cho anh em với cái giá là 5.500.000 đồng anh em nhé. 5.500.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi. Đấy, tặng kèm cho anh em là một hộp đạn anh em nhé. Cây này bao cho anh em tầm khoảng 90m là anh em vụt cò, là chỉ việc lượng. Anh em bắn những con chim nhỏ là anh em bắn được khoảng 70-80m anh em nhé. Cây này cây thẳng dài. Đấy, tổng chiều dài của nó là 1m1 các bác nhé. Tổng chiều dài là 1m1. Đang sử dụng là cành 20 inch anh em nhé. Tương đương với 50cm thì là độ vươn của kẹo nó cực kỳ là xa và đường đạn đi cực chuẩn chỉ anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu mua hàng, đặt hàng hoặc là tư vấn về sản phẩm, anh em liên hệ trực tiếp với em một trong ba số điện thoại trên biển đây anh em nhé. Cả ba số điện thoại này của em, anh em gọi số nào cũng được. Anh em mà ngại gọi điện thoại, anh em kết bạn Zalo với em bằng hai số màu đỏ này nhé. Kết bạn Zalo với em bằng hai số màu đỏ này. Đấy, số bên dưới thì hiện tại là Zalo đang bị khóa. Đấy, anh em cứ kết bạn Zalo với em bằng hai số này hoặc là nhắn tin thì em để chế độ công khai. Thì em nhận được tin nhắn em sẽ hồi âm lại cho anh em. Nhiều khi em cũng bận một chút mà em chưa trả lời anh em ngay được thì rất mong anh em là thông cảm cho bên shop nhé. Anh em xem được video thì đừng quên là đăng ký kênh anh em nhé. Đừng quên là đăng ký kênh ở góc phải màn hình để ủng hộ bên shop em. Thả cho em xin một nút like và những cái comment tích cực để em làm nhiều video tốt hơn để phục vụ tất cả anh em nhé. Đó, anh em cứ ấn vào cái nút chuông để không bỏ lỡ những cái video mới nhất của bên em nhé. Em sẽ thường xuyên đăng tải những cái video mới, những cái mẫu mã sản phẩm mới sẽ luôn luôn giảm giá để cho anh em có thể săn được những cây củi giá nó hợp túi tiền mà chơi nó ok và ổn định nhất anh em nhé. Thì cây này có giá 5.500.000 đồng anh em nhé. 5.500.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay các bác. Thì 5.500.000 đồng anh em nhận được những gì, mời anh em đón nhận hết video của em. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh em là một cái kính. Kính Discovery các bác nhé. Kính Discovery. Đấy, thông số là VTR 3-12x42 SFIR có bánh xe. Loại này có một hàng nữa là không có bánh xe, nhưng mà nó về hàng nào thì em sẽ lắp cho anh em bánh đó, hàng đó anh em nhé. Đấy, có bánh xe thì em lắp cho anh em bánh xe, mà không có bánh xe thì em lắp cho anh em cái hàng không bánh xe. Nên anh em đừng có thắc mắc là tôi đặt cái hàng có bánh xe cơ mà. Anh em nhé, nó chỉ là cái bánh xe để mình vặn lấy lét cho nó đỡ phải dùng vặn cái nút nhỏ này thôi anh em nhé, chứ nó không có gì đặc biệt cả anh em nhé. Đó, hàng Discovery này thì ưu điểm thì cực kỳ là sắc nét anh em nhé. Đấy, tâm kính thì rất chi là trong. Đấy, kính con này thì cực kỳ là trong luôn. Đấy, chợ cực kỳ là ổn định, có đèn hồng tâm xanh đỏ bắn được cả buổi tối nhé các bác nhé. Có ống chống lóa đây, anh em đi lắng lắp ống chống lóa này vào thì nó đỡ lóa kính nha anh em nhé. Bộ hơi thì em đang sử dụng là bình nhôm đít bằng này, van là van Subo, van là van cricket đen bản dài hộp mở đồng hồ bạc. Bản này của công ty Huben nhé, chuẩn chỉ chính hãng. Đấy, van này thì là chơi cực kỳ là hồi áp nhanh nhé các bác nhé. Đấy, hồi áp nhanh cực kỳ luôn. Giảm âm là giảm âm bút lem một khúc dài anh em nhé. Giảm này cũng tương đương với giảm 3 khúc anh em ạ. Đấy, đó là một khúc dài, 6 vách nhôm. Đấy, có chích lùi khí nhé, đảm bảo cho anh em đi bắn là cực kỳ là êm ái. Tay cầm nhựa 2 mảnh, cò 3 mảnh, rô bọc đồng, tay kéo inox. Khung là khung XS884, khung thẳng dài. Đấy, lớp sơn alloy của khung alloy này rất chi là lì luôn anh em nhé. Và lớp sơn alloy cực lì luôn thì anh em dùng cái thời gian đôi 3 năm nó cũng sẽ không bị bay màu sơn, nó cũng sẽ không bị bạc màu, nên là khung nó luôn luôn là giữ cái độ đẹp nhất định nhé anh em nhé. Đấy, cành là cành em đang sử dụng là cành Nota Wiser, cành Nota Wiser tem vàng nhập loại một chất thép CR45. Anh em chơi khoảng thời gian về lâu về dài thì sẽ chống bào mòn khơi cho anh em, đó là cái ưu điểm vượt trội của nó nhé. Đấy, anh em không phải lên xe kẹo, mà anh em đã không phải lên xe kẹo rồi thì đường đạn luôn luôn là chuẩn chỉ. Một cái cành mà anh em bắn mà để nó mòn khương, đúng không, để nó mòn khương rồi mà anh em lên xe kẹo rồi thì đường đạn nó sẽ không bao giờ còn chuẩn chỉ như lúc ban đầu nữa các bác nhé, các bác lưu ý nhé. Đấy, nên là anh em cứ mua, cứ anh em cứ xem video, phải xem hết video để nghe rõ cấu hình em giới thiệu trên video để cho anh em nắm được cái cấu hình của nó thì khi mua anh em nó mới ok được nhá. Em lên đạn bắn thử vài cái cho anh em xem nhé. Đấy. Đấy, rất chi là căng. Đấy, cò búa rất chi là mượt mà. Nhiều anh em mua về nhưng không biết sử dụng như thế nào thì tiện tiện em nói luôn anh em nhé. Đây là cái quy này, khi anh em muốn lên đạn thì anh em phải đẩy lên này. Đó, anh em phải đẩy lên và anh em nhét kẹo vào cái lỗ này, lỗ đầu cành này. Đấy, anh em nhét vào đây, anh em ấn nó vào rồi anh em kéo về nhá. Để kéo quy về, quy nó vào bên ti xả này nó kín thì nó mới kín hơi anh em, nó xả ra nó kín hơi. Đấy. Rồi anh em bắn, ngắm bắn thế thôi, rất chi là đơn giản. Đấy.
Thì một video em xin kết thúc ở đây. Các bác nào có nhu cầu mua súng đam mê PCB thì anh em liên hệ trực tiếp một trong ba số điện thoại của em nhé. Đấy, bên em là ship COD và gửi xe toàn quốc. Có nhu cầu mua hàng hay tư vấn về sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp cho em một trong ba số nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip tiếp theo nhé.